Huấn luyện viên Trossier ra chỉ thị bất ngờ bảo vệ U22 Việt Nam. Sau khi đặt chân đến Campuchia, U22 Việt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại sân bóng của Học viện Giáo dục và Thể thao ở thủ đô Phnom Penh. Buổi tập này, ông thầy người Pháp chủ yếu cho các học trò tập những giáo án vừa phải để thả lỏng, giãn gân cốt. Đó là lý do ông quyết định mở nguyên cả buổi tập để tạo điều kiện cho truyền thông có thể tác nghiệp với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên khá thoải mái với truyền thông, huấn luyện viên Trossier đã quyết định siết lại để giúp các học trò có sự tập trung cao nhất mỗi khi bước vào luyện tập. Theo đó, giới truyền thông sẽ bị hạn chế thời gian tác nghiệp và có vị trí tác nghiệp cố định bên ngoài, thay vì đứng sát vào sân cỏ như buổi tập đầu tiên. Bên cạnh đó, một yêu cầu đặc biệt cũng đã được nhạc quân người Pháp đưa ra. Ông mong muốn truyền thông sẽ không tác nghiệp tại khuôn viên khách sạn, đặc biệt là ghi hình khi các tuyển thủ sinh hoạt hay đang trong giờ ăn cơm. Huấn luyện viên Trossier muốn các học trò của mình có được sự riêng tư nhất định, thay vì luôn là tâm điểm công kính máy quay. U22 Việt Nam đang chịu áp lực lớn khi có thành tích không tốt trong các trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 2023. Huấn luyện viên Trossier thừa nhận mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games là thách thức lớn đối với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân kỳ cựu người Pháp vẫn tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua những áp lực để hoàn thành mục tiêu của mình.